Vàng SEA Game, Thái Lan quyết phá SEA Game 30, U22 Thái Lan đã có sự thay đổi bất ngờ ở chức danh trợ lý số 1 cho huấn luyện viên Akira Nishino. Ban đầu, ông Isara Sritaro được chỉ định, nhưng khi chính thức bắt đầu chiến dịch SEA Game 2019, vị trí được giao cho ông Tawan Sripan. Có thay đổi này là vì huấn luyện viên Akira Nishino hiểu được tầm quan trọng của SEA Game 2019, giải đấu mà liên đoàn bóng đá Thái Lan đã giao mục tiêu thắng U22 Việt Nam và bảo vệ được tấm huân chương vàng diễn đàn changsuek voi chiến, đăng tải. Nếu U22 Thái Lan đánh bại U22 Việt Nam ở SEA Games, trật tự ở Đông Nam Á sẽ được lặp lại. Hơn nữa, đó còn là động lực để những chú voi chiến trẻ thi đấu tốt tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, được tổ chức trên sân nhà. Và bằng chứng thuyết phục hơn nữa ngày mùng 2 tháng 11 đã trích lời cựu danh thủ, đồng thời đang nắm quyền huấn luyện viên trưởng U22 Thái Lan là Tawan, khi cho hai ông Akira mới biết là có SEA Games. Nhưng ông ấy đã hiểu được tầm quan trọng cũng như sự kỳ vọng của người hâm mộ, chúng tôi đã thống nhất là chấp nhận thử thách này, vì một mục tiêu xa hơn là Olympic Tokyo 2020, không chỉ giải quyết xong những cánh tay nối dài từ ban huấn luyện với các cầu thủ bản địa. Chiến lược gia người Nhật Bản đã cho thấy tầm nhìn chiến lược tốt bằng cách trao đổi cầu thủ giữa ba đội tuyển U19, U22 và đội tuyển quốc gia.